Xin chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn cái cách cài đặt phần download và cài đặt cái phần mềm hỗ trợ kê khai 4.5.0. Đầu tiên các bạn vào cái trang Tổng cục Thuế. Các bạn vào doanh nghiệp này. Sau đó các bạn vào chỗ HTKK. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái thông báo về nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai theo cấu trúc mới, công nghệ mới phiên bản 4.5.0. các bạn mà có thể bấm vào đó để cập nhật cái thông tin về thông báo nâng cấp. Ở đây thì Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.5.0 đáp ứng nghị định 126 Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về chi tiết một số điều của luật quản lý thuế số 38, nghị định số 132, nghị định chính phủ ngày 5 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định về luật quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và nghị định 114 năm 2020 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của chính phủ quy định về chi tiết về thi hành nghị quyết số 116 năm 2020 quốc hội 14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị quyết số 1109 của Ủy ban, tôi nói là nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và nghị định 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một số cái nội dung nâng cấp của phần mềm 4.5.0 này. Thì ở đây cái mục 1 này, nâng cấp ứng dụng theo nghị quyết số 126 năm 2020 này, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Thì các bạn có thể cập nhật các cái thông tin này. Thứ nhất là chặn các tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên cái tờ khai 01 của PHLP từ kỳ kê khai thuế tháng 12 năm 2020 và chặn các tiểu mục 2663, 2666 tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02 từ kỳ kê khai năm 2020. Nâng cấp bỏ kiểm tra ràng buộc ngày nộp tờ khai bổ sung phải nộp lớn hơn ngày nộp tờ khai. Tức là khi trong nghị định 126 là ngày nộp bổ sung là phải lớn hơn hạn nộp tờ khai. Đấy là theo trước kia, nhưng mà theo bây giờ thì nghị định 126 là trong một số cái trường hợp mà các bạn đã khai bổ sung thì trong kể cả trong hạn hay là còn hạn nộp tờ khai thì vẫn là kê khai bổ sung. Tức là khi nộp tờ khai bây giờ thì chỉ có một tờ khai đầu tiên là tờ khai chính thức thôi, còn những tờ khai sau cho dù trong còn hạn hay hết hạn đều là các tờ khai bổ sung hết các bạn nhé. Tiếp theo là kiểm tra tờ khai bổ sung không được nộp quá hạn, nộp trên 15. Và cập nhật tờ khai cổ tức, lợi nhuận chia cho cổ phần, cho phần của vốn góp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Đó, đó là nội dung, một số cái nội dung này. Chi tiết các bạn có thể chấm thêm. Mục 2 đó là nâng cấp ứng dụng đáp ứng nghị quyết 132 năm 2020. Bổ sung 4 cái phụ lục giao dịch liên kết mẫu 01, 02, 03, 04 đính kèm theo cái tờ khai 03 thu nhập doanh nghiệp đối với kỳ tính thuế năm 2020. Thứ 3 đó là nâng cấp ứng dụng theo nghị định 114. Nghị định 114 này, các bạn quan tâm đến nghị định 114. Ngày 25 tháng 9 năm 2020 bổ sung phụ lục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đính kèm từ 2002, thu nhập doanh nghiệp 03, thu nhập doanh nghiệp 04, thu nhập doanh nghiệp đáp ứng nghị quyết số 114 với kỳ tính thuế năm 2020. Thứ 4 là nâng cấp cập nhật thay đổi địa bàn hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang đáp ứng nghị quyết số 1109 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Đổi tên huyện Phú Quốc thành thành phố Phú Quốc. Đó là một số cái điều thông báo trong cái
nội dung nâng cấp của phần mềm HTKK 4.5.0 này, các bạn chi tiết có thể cập nhật thêm nhé. Thì để download cái phần mềm này về thì các bạn quay về trang trước này, các bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây và xem cái nội dung nâng cấp ở đây. Để tải bộ cài về, các bạn ấn vào chỗ tải bộ cài này này, thì lập tức cái bộ cài sẽ được download về máy tính của các bạn. Thì thời gian download thì nó phụ thuộc vào cái kết nối của mạng của các bạn, mạng là tốt hay là không tốt. Thì trong quá trình đợi cái phần mềm download về máy thì các bạn đang xem video, vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo, cập nhật những cái kiến thức mới, những cái thay đổi mới về chính sách thuế, chính sách kế toán. Đấy, vừa lúc là cái phần mềm đã được download về rồi. Ở đây thì các bạn có thể là nhấn chuột trái vào đây để mở cái mục này lên để các bạn có thể cài đặt. Hoặc là các bạn cũng có thể vào chỗ download này. Các bạn vào download, tùy vào máy tính các bạn vào download này, các bạn tìm cái HTKK 4.5.1 này này, vừa vừa download về máy. Đó. Thì ở đây là mình vào đây, sau đó các bạn nhấn đúp vào HTKK 4.5.0 này. Ở đây có cái file setup này, các bạn ấn vào file setup để cho phần mềm cài. Tiếp theo là các bạn nhấn run để cho phần mềm chạy. Rồi các bạn nhấn tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Và tiếp theo các bạn nhấn cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn sau khi cài đặt xong các bạn nhấn finish. Thì đây chính là cái biểu tượng lên desktop phần mềm HTKK của các bạn. Đây các bạn vào chỗ có mã số thuế, các bạn vào đây mình đã gõ rồi. Thì để vào cái phụ lục 114 về cái giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, các bạn vào thuế thu nhập doanh nghiệp này này. Các bạn vào cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này. Sau đó các bạn tìm đến cái phụ lục 114 này. Đây là một phụ lục giao dịch liên kết của nghị định 132 này. Đấy. Dưới có nghị định phụ lục 114 này. Các bạn nhấn vào và nhấn đồng ý. Đây sẽ là cái tờ khai 03 thu nhập doanh nghiệp và bên này sẽ là cái phụ lục, các bạn điền các chỉ tiêu tương ứng mà. Trong cái chia sẻ về cái phụ lục 114 này mình sẽ chia sẻ trong một video sau khi đã hoàn thành cái báo cáo tài chính. Còn video này mình xin chia sẻ với các bạn về cách download, cập nhật cái thông tin về nâng cấp, nội dung nâng cấp của cái phần mềm HTK 4.5.0. Video của mình hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Thấy video hay, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.